Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, tượng đài anh hùng liệt sĩ phải được xây để thể hiện tinh thần hiếu đạo của dân tộc và lo cho nhân dân có cuộc sống ấm no, bình đẳng vẫn là chủ trương xuyên suốt của đảng. Việc này đảng ta đã, đang và sẽ mãi làm, làm mấy chục năm nay rồi. Đừng suy nghĩ vô ơn với tiền nhân mà có tội lớn. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Đôi lời với đại biểu Lê Thanh Vân bài viết của Lam Giang trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước cả nước có tổng cộng một 146 một trăm hai trăm năm liệt sĩ trong đó một trăm sáu trăm năm người hy sinh trong kháng chiến chống pháp tám trăm bốn tám người hy sinh trong kháng chiến chống mỹ và một 627 sáu trăm hai người nằm xuống trong các chiến dịch khác bảo vệ tổ quốc như chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc, cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tính đến hiện nay, cả nước có hơn 200.000 hài cốt các liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tên tuổi, quê quán, đơn vị. Trên 127.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Quảng Nam là tỉnh có nhiều liệt sĩ nhất, với 65.000 người hy sinh trong chiến tranh, cũng là tỉnh có nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng nhất, với 11.658 mẹ. Thống okay kê như vậy để biết được, chúng ta có độc lập tự do, có toàn vẹn tổ quốc, tự cường tự chủ hôm nay, phải đổi lấy máu xương của nhiều thế hệ, tổ quốc mới có vuông tròn như vậy. Lo cho miền ngược bằng miền xuôi, nông thôn bằng thành thị, người nghèo sung túc như người giàu, xã hội bình đẳng là một quá trình. Ngay cả nước Mỹ từng 300 năm không có chiến tranh, họ cũng chưa thể phân phối cho tất cả số đông. Họ vẫn có tới gần 700.000 người vô gia cư mà không được hưởng chính sách hộ nghèo hay cận nghèo như ở Việt Nam. Chữa bệnh còn phải mất tiền và không có tiền thì vẫn không được vào nằm viện. Đó là một thực tế. Một quốc gia mà cân bằng được giữa giàu và nghèo giữa sung sướng và khó khăn khó lắm thưa vị đại biểu lê thanh vân tượng đài anh hùng liệt sĩ cũng phải được xây để thể hiện tinh thần hiếu đạo của dân tộc và lo cho nhân dân có cuộc sống ấm no bình đẳng vẫn là chủ trương xuyên suốt của đảng việc này đảng ta đã đang và sẽ làm mãi làm mấy chục năm nay rồi đừng suy nghĩ vô ơn với tiền nhân mà có tội lớn đại biểu quốc hội lê thanh vân hùng hồn phát biểu trong quốc hội rằng trong lúc dân khó khăn đói kém thì xây tượng đài để ca ngợi gì anh vân nói thế này là tư duy dân túy mất rồi hay như nhiều bình luận trên mạng xã hội nhắc anh đừng vô tình đớp lời của đám việt tân một là mắc mưu nó hai là theo nó làm màu cho nó đấy anh lê thanh vân phát biểu có vẻ rất mũi lòng cho những ai chưa nhìn thấy dân đang giàu nước đang mạnh nhưng với những người có tư duy bao quát phải nói với anh rằng anh biết một mà chẳng nhìn thấy mười anh đi quá xa vào con đường dân túy mà đám phản động như việt tân và các đài báo thù địch đã thường xuyên lấy làm mệnh đề chống phá đất nước đấy xem lại lời phát biểu của anh vân tôi thật khó hiểu như kiểu anh đang là đảng viên của đảng phái nào ấy